lười quá đi. Thì lười là tôi mà. Đuối thiệt á. Coi kìa, yêu ra mới. Ê, nếu như mà mấy cái bà nhảy mắt nai hồi sáng á, mà mẹ chồng của bà là một trong những số đó, chắc chết. Trời ơi, tôi thề với bà luôn á, nếu như bà mẹ chồng tôi mà nằm một trong những cái số đó là không bao giờ có cưới hỏi gì trơn á. Xù, xù. Xù. Không được gì đâu á. Trời ơi, quá, vừa nhắc là tối là sao vậy? Trời ơi, tôi nói bữa nay là cái ngày gì nghe bà, đang đa nhảy ngon là cái đạp mìn, rồi gặp cái thứ ác ái gì đâu, mà cổ sức lấy nước uống đi. À, trời ơi, ngộ nghe nghe. À, công viên ta thiên nhiên ngày trong sạch tự nhiên có ruồi muỗi đâu bay quá trời quá đất vậy trời. Đâu? Đâu? Đâu rồi? Kìa. Đâu? 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 Có hai con trần trần trước mặt của ta. Trời ơi là trời. Có trời nắng mà tự nhiên có xứng xác ngang tay vậy ta. Ê, chó kia. Gì? Nói gì mày? Nói gì xin xem? Cậu có nói gì cô đâu? Nói gì? Nói gì để người lớn hả? À thì ra cô cũng còn biết kẻ nhỏ người lớn hả? Trời ơi là cũng có con mắt đó. Tôi tưởng con mắt đi chân chơi chứ mày nhìn như thế nè. Trời ơi mà có sức mắt đó. Trời ơi. Vô cái này vô ba nè. Vô nè. Bát 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 tiễn vô. Wow. Hoa ly đẹp quá. Hoa ly này tự tay má anh cắm đó. Cái gì? Xử như vậy chứ. Cô có biết là nó chửi má ngoài công viên không hả? Một đứa con gái gì cũng dám về nhà nữa. Trời ơi, làm chuyện động trời lắm. Nó làm dùng hết trước mắt mấy người kia. Cô không nhớ là cô đã chửi xuống ngoài công viên hay sao? Hả? Cô đốt cần để cô quyến rũ nó phải không? Nhưng mà cô không qua mắt được tôi đâu. Biết khỏi nhà này. Đón xem những cô nàng độc thân làm mẹ lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ tư trên kênh Vi Giải Trí.